thôn 10 nằm phía đông nam của xã Hòa Ninh. Địa phương hiện có 216 hộ với trên 850 nhân khẩu. Trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xác định tiêu chí giao thông là khâu đột phá, bởi lẽ giao thông thuận lợi sẽ giúp cho lưu thông hàng hóa và đẩy mạnh phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu và tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình thiết chế văn hóa trên địa bàn. Bởi vì nông thôn mình thì càng ngày càng phải mở rộng để đảm bảo cho cái việc là sinh hoạt, để đảm bảo cho cái việc là đi lại rồi đời sau của các cháu nữa, là mình phải mở rộng. Đáng lẽ ra phải mở rộng nữa, nhưng bây giờ do điều kiện nên là dân chỉ có ít thôi, cho nên là cũng chỉ mở rộng là 5 mét thôi. Đấy, chứ còn nên là các cái hành lang sau này là tiếp tục phải trồng hoa, trồng ấy nữa thì phát triển về sau. 3.200 mét vuông đất, hơn 250 ngày công lao động, tổng kinh phí người dân đóng góp là 2,4 tỷ đồng để làm 4,2 km đường bê tông các ngõ xóm, 75 triệu đồng làm 6 km đường điện chiếu sáng, trên 480 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, sân, cổng chào, sân bóng chuyền, v.v. Chính là những con số biết nói mà người dân tại thôn 10 xã Hòa Ninh đã cùng với địa phương thực hiện được trong suốt thời gian qua. Cái bước đầu tuyên truyền vận động nhân dân để hưởng ứng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thì cũng bước đầu cũng là khó khăn, rất là khó khăn. Nhưng mà qua cái thời gian họp rồi là triển khai xuống từng hộ gia đình, giao cho các đoàn thể triển khai xuống từng hộ gia đình thì người dân cũng đã thấy cái lợi của khu dân cư kiểu mẫu. Đấy thì cũng đã hưởng ứng cùng với lại cán bộ và nhân dân trong thôn, đã hoàn thành tốt các cái công trình của thôn. Với sự quyết tâm đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân, đến nay thôn 10 đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Trong đó các tiêu chí về cảnh quan, vệ sinh môi trường luôn được người dân tự giác thực hiện thông qua các mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, mô hình dân vận khéo, ngày thứ bảy vì nông thôn mới, v.v. Việc thực hiện tốt phong trào dân vận khéo trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới không chỉ giúp bộ mặt nông thôn của địa phương khởi sắc hơn mà còn giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh để nâng cao đời sống. Hiện mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 59 triệu đồng một người một năm. So với thời điểm trước thì bây giờ nông thôn mới thì đúng là nó phát triển cách xa hoàn toàn với những năm trước. Cũng nhờ cái cơ sở này cũng giúp ích cho nhiều người dân sản xuất ra cà phê á, thì cơ sở này cũng thu mua cà phê ở tại địa bàn mình luôn, giúp cho nhiều người dân cũng phát triển về kinh tế. Riêng cái công tác dân vận mà huy động sức dân để tham gia làm các cái cơ sở tầng, trong đó có đường giao thông, hội trường, sân bóng thì đều được bà con nhân dân đồng lòng nhiệt tình đóng góp. Thứ nhất là cũng có sự chỉ đạo từ đảng ủy xuống tới các chi bộ, rồi là triển khai họp dân lấy ý kiến dân và giao cái nguồn vốn đối ứng của nhà nước cho nhân dân, và nhân dân tự làm, tự hưởng thụ, tự giám sát. Đến nay toàn xã Hòa Ninh có 4 khu dân cư kiểu mẫu, 4 khu dân cư tiêu biểu và 11 thôn được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Về mỗi thôn xóm ở Hòa Ninh hôm nay đều cảm nhận rõ sức sống mới đang hiện hữu, vùng quê thực sự tươi đẹp. Người dân cảm thấy hài lòng với đời sống mới, cùng nhau đoàn kết quyết tâm gìn giữ và nâng cao hơn nữa những thành quả đã đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để quê hương ngày càng tươi đẹp.